Bạn muốn đi đào hóa thạch với ai? Miu Miu ơi. Bật radar. Radar cho thấy có một số hóa thạch khủng long ở đây. Hãy đi tìm chúng. Máy dò cho thấy bên dưới có rất nhiều hóa thạch. Hãy cùng đi xuống và đào ra các hóa thạch nào. Đào xuống để tìm thêm hóa thạch. Oa, có một hóa thạch ở đằng kia. Đi thôi. Qua, có một hóa thạch ở đằng kia. Đi thôi. Qua, có một hóa thạch ở đằng kia. Đi thôi. Qua, có một hóa thạch ở đằng kia. Đi thôi. Hóa thạch được đào lên hết rồi. Quay trở lại bề mặt. Yeah, đã thu thập hết các hóa thạch rồi. Chúng mình hãy quay trở lại thiên đường khủng long. Đây là hóa thạch mình thu thập được. Hãy giúp mình hồi sinh chú khủng long này. Dalekosaurus, khủng long ăn thịt. Tuyệt vời, khủng long đã được hồi sinh thành công. Hôm sau, tôi sẽ đưa những chú khủng long đến thiên đường khủng long. Chúng mình đã một nửa số loài khủng long, thật tuyệt vời. Đây là một cuốn sổ tay minh họa vừa được quét. Có một cuộc gọi đến. Kiki và Miu Miu có tình xấu rồi. Chuyện gì vậy? Không có đủ cá, những chú khủng long đang đói. Không vấn đề gì, hãy để khủng long máy lò. Đồng hồ phép thuật kích hoạt thiết bị biến hình. Đội trưởng Kiki siêu biến hình.
chú khủng long ăn thịt tìm thức ăn. Phía trước có nhiều cá hơn, hãy bay qua đó để kiểm tra. Làm tốt lắm, chúng mình đã bắt đủ cá. Hãy quay trở lại căn cứ. Thật tuyệt, nhiệm vụ đã hoàn thành. Bây giờ những chú khủng long sẽ không bị đói nữa. Bách khoa khủng long. Khủng long bảo Dực long làm khủng long cổ dài là thằng làng lưới hái di chuyển rất khủng long phiến sưng có một chiếc khủng long nặn ua sống ở những vùng lạnh giá và có bộ lông giúp giữ ấm. Khủng long nặn ua có đốm trên cơ thể. Khủng long nặn ua là loài khủng long ăn thịt, thích ăn thịt. Trả lời cùng nhau. Hãy khôi phục lại hình dạng của khủng long nano. Đầu, thân, đuôi. Khủng long nano ăn gì? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Khủng long nano có gì đặc biệt? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Bạn đúng là một chuyên gia khủng long. Cảm ơn bạn nhé.